Còn xá lợi là dính trên thân của Đức Phật. Dính trên thân hả thầy? Dạ. Như vậy thì càng ngày thầy có thấy những cái viên xá lợi đó tự ngài lưu sức, ngài sẽ rớt xuống. Dạ, à, ngài lưu sức thì ngài sẽ rớt xuống ở phía dưới. Các bạn nhìn xuống phía dưới đó. Dạ. Tự lưu sức hoài vậy đó hả thầy? Vâng. Dạ. Từ từ sẽ liếp hết cái diện của ngài. Hiện tại bây giờ trên mũi của ngài nó đã có những cái ngôi rồi đấy. Dạ. Mình ghi ảnh kỹ sẽ thấy được cái trên cái sống mũi của ngài đã có những cái ngôi lưu sức rồi. Dạ. Ở trên mũi đó có rồi đó, có rồi đó quý vị. Có nghĩa là từ từ ngài lưu sức sẽ toàn thân hết, che hết cái thân của ngài. Dạ. Quá đẹp quý vị ơi. Có nghĩa là quý vị đồng đạo mình đây nó tự trong cái tượng mà sức cái xá lợi sức ra. Nên mà đầu tiên lúc lửa đến lúc lửa nghĩ là chắc chư thầy dán kim tiến rồi không ạ? À? Dạ dạ, tưởng đâu kim tiến không nha quý vị. Nhưng mà tự trong thân mình đi ra. Tự trong thân ra. Có những cái hộp to ra ngoài đó hả sư? Dạ. Từ nhỏ ra to chú. Từ nhỏ ra to. Hả? Từ nhỏ ra to. Ra ngoài cái đầu to lên hả sư thầy? Dạ. Từ nhỏ đủ màu sắc ở trên. Và đặc biệt. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý cô chú, hôm nay Châu Phú cũng có cái duyên lành đồng hành cùng với chú Ba Tèo, gia đình của chú Út Lựa, đi đến đây để nhờ sư Thích Thiện Thành cho Châu Phú quay những cái sợi tóc của Đức Phật đấy vị. Và những cái video trước Châu Phú đã quay rồi đó thì gửi đến quý vị rồi, chỉ có 3-4 sợi tóc thôi mà lưu xuất ra mấy trăm sợi. Và đặc biệt những cái sợi tóc của Đức Phật thì bây giờ vẫn là cầm lên trên tay chuyển động xoay vòng vòng, thì Châu Phú thấy quá ngạc nhiên quý vị. Thì hôm nay Châu Phú sẽ mời quý vị xem một cái video thứ hai, là Châu Phú sẽ nhờ thầy có thể chia sẻ với Châu Phú, cho Châu Phú quay những cái lưu sức của da Phật quý vị, thật cũng biến thành xá lợi, và xương của Phật cũng biến thành xá lợi và càng ngày càng lưu sức nhiều ra. Thậm chí Châu Phú thấy có những cái chiếc bình có dán lại luôn quý vị, nhưng mà vẫn lưu sức mà chào cái bình ra thì không thể ngờ được. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành cùng với Châu Phú và thầy nha vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con chào thầy Thích Thiện Thành. A Di Đà Phật, chào chú. Thì thưa thầy, con được đến đây và được thầy chia sẻ cái sợi tóc rồi. Thì thầy chia sẻ đó là con không có biết, thì mong thầy thông cảm con nói là sợi tóc, nhưng mà chia sẻ những cái ngôi tóc đó rồi. Thì hôm nay con cũng xin phép thầy cho con quay những cái xương của Đức Phật đã thành xá lợi để cho bà con được hiểu rõ nhiều hơn, để chiêm vâng, bái. Dạ, Đạo Phật. Đạo Phật. Xin mời quý vị cùng theo chân của thầy. Dạ. Dạ, mời quý vị đồng hành nhé quý vị. Di Đà Phật, mời quý vị tham quan ở trong cái tủ kính này. Đây là những cái mảng xương của Đức Phật sau khi trà tì còn. Đây là những cái mảng xương tất cả xá lợi đây của Phật. Rồi ở bên đây cũng là xá lợi xương của Phật và. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa thầy, vậy là những cái xá lợi này là thầy thỉnh từ đâu vậy thầy? Cũng từ Myanmar, Thái Lan cũng có. Dạ. Hiện tại là thầy thỉnh từ Myanmar là nhiều nhất. Dạ, Mô Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những cái viên xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì thưa thầy, khi mà Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni, khi mà con nhớ là khi ngài nhập Niết Bàn là cũng có là Phật tử thiêu hay sao thầy? Đức Phật sau khi Niết Bàn thì ngài làm chư Thánh Tăng sau 49 ngày là làm lễ trà tì Đức Phật. Dạ. Rồi mình gọi là theo thế gian là quả tán, là trà tì. Dạ. Sau khi trà tì thì những cái thân phần của Đức Phật đều lưu lại xá lợi. Dạ, vậy đó ha thầy, lưu lại xá lợi. Nhưng mà con thấy nếu mà cái
cái Đức Phật ngày xưa có tướng to không ha? Thân của ngài rất là lớn và to. Nói chung là theo cái con người Đức Phật trong kinh nói 100 năm này chúng ta giảm xuống một tấc. Dạ. Mình sẽ thấp đi một tấc. Dạ. Mấy ngàn năm rồi mặt đất nữa, còn mỗi một chu kỳ nó phải lúng đến năm tấc, đến mấy ngàn năm thì tính tới giai đoạn này ít nhất là phải trái đất thay đổi, nó phải thấp xuống 3 mét. Dạ vậy thế này à? Dạ vậy là con hiểu rồi. Vậy là ngày xưa là thân tướng của Đức Phật rất là cao lớn thế này. Đây là đá tạc theo cái dấu chân của Đức Phật. Dạ. Hai cái ngôi đá dấu bằng chân đó là tạc theo dấu chân của Đức Phật ở bên Bồ Đề Đạo Tràng. Dạ. Đây là đá trắng. Dạ. Thưa thầy, ở đây con thấy có cái ảnh cái tượng của Đức Phật nè thầy. Thì cái này con thấy có những cái hạt li ti này nè thầy. Dạ, đây. Đó là xá lợi thưa chú. Dạ. Đây là tượng đá từ thánh tích từ Myanmar, thầy cũng được quý Phật tử đi du lịch bài chiêm bái Phật tích bên đó, các vị thỉnh về để cúng dường cho. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái lúc mà cúng dường có những cái xá lợi này không thầy? Có xá lợi dính trên thân của ngài ạ. Còn dạ, những cái ngôi ở dưới đó là thầy để những cái ngôi ngọc mani ở trong đá. Dạ. Thầy để vào. Dạ. Trang trí rồi. Dạ. Còn xá lợi là dính trên thân của Đức Phật. Dính trên thân hả thầy? Dạ. Như vậy thì càng ngày thầy có thấy những cái viên xá lợi đó tự ngài lưu sức, ngài sẽ rớt xuống. Dạ. Ngài lưu sức thì ngài sẽ rớt xuống ở phía dưới. Các bạn nhìn xuống phía dưới đó. Dạ. Tự lưu sức hoài vậy đó hả thầy? Vâng. Dạ. Từ từ sẽ liếp hết cái diện của ngài. Hiện tại bây giờ trên mũi của ngài nó đã có những cái ngôi rồi đấy. Dạ. Mình ghi ảnh kỹ sẽ thấy được cái trên cái sống mũi của ngài đã có những cái ngôi lưu sức rồi. Dạ. Ở trên mũi đó có rồi đó, có rồi đó quý vị. Có nghĩa là từ từ ngài lưu sức sẽ toàn thân hết, che hết cái thân của ngài. Dạ. Quá đẹp quý vị ơi. Nghĩa là quý vị đồng đạo mình đây nó tự trong cái tượng mà sức cái xá lợi ra. Đây mà đầu tiên gốc lửa đó, gốc lửa nghĩ là chắc chưa thầy gắn kim tuyến rồi không ạ? À? Dạ, dạ, tưởng đâu kim tuyến không nha quý vị. Nhưng mà tự trong thân ra đi ra. Tự trong thân ra. Có những cái hộp to to ra ngoài đó hả sư? Dạ. Từ nhỏ ra to chú. Từ nhỏ ra to. Hả? Từ nhỏ ra to. Ra ngoài cái đầu to lên hả sư thầy? Dạ. Đủ màu sắc ở trên. Và đặc biệt ở đây nè quý vị. Ở đây là cái xương này là xương sọ nè chà quý vị. Đây nè cái xương hộp sọ quý vị. Thì hộp sọ của Đức Phật đây nè. Đây cho chú quay cho quý vị xem. Nhưng mà vẫn thành những cái xá lợi quý vị. Dạ. Dạ. Nhiều cái màu lấp lánh chẳng chiếu. Dạ. Rất là đặc biệt ha chú ba. Dạ. Tiếp tục nữa thì Châu Phú mời quý vị và các bạn xem tiếp. Đây là tục xá lợi của các vị thánh tăng là đại đệ tử của Đức Phật. Vì không gian không có rộng cho nên thầy thờ tất cả các vị thánh tăng vào cùng một lọ thủy tinh này. Là 500 vị đại đệ tử Đức Phật. Không, 10 vị đại đệ tử thôi. Có thầy có ghi một số tên của các vị. Dạ. Vâng. Vậy hả thầy? Đây, vâng kính thưa quý vị. Đây là xá lợi của ngài Kiều Trần Như. Đây nè, có luôn này ha. Kiều Trần Như ha. Đây là xá lợi của Hoàng hậu Maya. Hậu Âu, xá lợi của Hoàng hậu Maya luôn nè quý vị ơi. Wow. Không ngờ ha. Ở đây là xá lợi của Mahanam. Có ngày Mahanam nhớ quý vị. Mahanam gì nói sư thầy đi. Mahanam có ghi nè. Yeah. Dạ. Và vâng thì kính thưa quý vị, đây là xá lợi của Quáp Ba của vua Tịnh Phạn Vương. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Xá lợi Phật ở trên đó. Đây là xá lợi ngày Na Tiên. Trời ơi, xá lợi ngày Na Tiên nữa nè chú uống lựa. Na Tiên thì kêu á. Dạ đúng rồi. Ở đây là xá lợi của ngài Xá Lợi Phất. Trong những cái mẫu chuyện theo quý vị. Xá lợi ở nơi này thờ là các vị thánh tăng đại đệ tử của Đức Phật. Dạ.
Ở đây là sách lợi của Ananda. Dạ. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đây là sách lợi của vị nào mà con thấy bay màu rồi thầy? Rồi nhiều năm rồi. Nè, à, đây nè. Chị, đây nè, bên đây. Ca Chuyên Viên. Ca Chuyên Viên. Có chữ mẫu, mẫu nữa đó. Di Mẫu. Di Mẫu của Ngài á. Di Mẫu á. Dạ. Mẹ có Ca Chuyên Viên ha. Mẹ của Đức Phật Di Mẫu. Dạ. Kiều Đàm Di Mẫu á. Dạ. Mẹ sao thế, mẹ kế ha. Dạ. Mẹ nuôi. Wow, cũng rất là đặc biệt ha thầy. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, sau khi mà Châu Phú đi đến đây quay, đây là những cái viên xá lợi của đệ tử của Đức Phật quý vị, và có phụ dương và mẫu của Đức Phật nữa, phụ mẫu quý vị. Thì kế tiếp nữa thì Châu Phú sẽ nhờ thầy tiếp tục cho con quay những cái lóng tay với thầy, cùng với những chiếc găng của Đức Phật. Vâng, thầy xin mời mọi người cùng theo dấu chân thầy. Vâng. Ở đây là con thấy những cái xá lợi hả thầy? Toàn bộ xá lợi của Đức Phật ạ. Đây hả thầy, lưu xuất ra rồi thầy. Vâng, thầy đẩy vào cái lọ thủy tinh này. Đặc biệt xá lợi chiếu nha quý vị. Dạ. Quá đẹp. Quá đẹp quý vị ơi. Tiếp tục, Châu Phú sẽ mời quý vị và các bạn tiếp tục những cái đây, xá lợi găng. Đây là xá lợi não của Đức Phật. Quý vị có 7 sắc cầu vồng. Nam Mô Đà Phật là cái não của Đức Phật ha. Đứng, đấy, não của Đức Phật. Sau khi tiêu ra có màu sắc như thế. Dạ. Chiếu 7 sắc cầu vồng luôn nha quý vị. À. Để lâu tự kết đó kìa. Quá đẹp. Quá đẹp nha quý vị. Xá lợi não của Đức Phật nha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đây xin mọi người cùng hướng về cái nơi thờ kim thân của Phật. Dạ. Đây là chiếc răng của Đức Phật Bổn Sư. Đây là chiếc răng nành của Ngài. Dạ. Chiếc răng. À, răng nành của Đức Phật của Ngài. Ủa, Đức Phật mà có chiếc răng nanh đó sao thầy? Gọi là răng khểnh, mình gọi là răng khểnh. À, răng khểnh là mình gọi là răng nanh thế thầy. Chiếc răng của cái từ phụ Đức Châu Quân, chiếc răng lớn hay siêu thầy ha? À, vâng, thầy thì thánh thỉnh về thì Ngài cũng đã to như thế rồi. Nó là lưu xuất xá lợi ra bao ra chọn cái răng. Còn đây cái răng mà không có, Ngài không có có lưu xuất thì đây là cái răng khểnh đó nha quý vị. Trong cái răng cũng có xá lợi luôn. Dạ. Lạ ha. Dạ. Còn này là cái ngón. Đây chiếc, đây là chiếc răng. Oh. Đây là lóng tai. Nè nè nè, đây là chiếc răng cũng lạ nữa nè, chút lửa ơi. Đây là cái đây là vẫn có chỉ máu đồ đầy đủ. Chiếc răng, chiếc răng trên. Có chỉ máu nè. Ừ. Ha. Còn chỉ máu lại còn bà chị. Wow, lạ dữ chú Út lạ, lạ dữ chú Ba. Đây nè, ba chân đi làm ba chân. Thân tướng Đức Phật ngày xưa rất lớn, lớn hơn mình rất bội. Còn đây là cái lóng tai của Đức Phật. Xương lóng tai, lóng tai này á là thành xá lợi. Nếu mà mình nhìn vô á chú Ba, nhìn vô những cái xá lợi này nè, y gan như là những cái sứ ha chú Ba. Lạ quá. Cái đó là xương lóng tay đó hả chú Ba? Từng đốt nè, từng đốt của mình. Dạ, dạ xương đốt lóng đó. Bên trắng trắng bên kia là gì? Không, cũng là tất cả. Bên đây màu xanh nè thầy. Màu xanh đó răng Phật đó quá thành cả ngọc rồi. Răng Phật quá thành ngọc. Lạ quá quý vị ạ. Môi như là Phật. Hôm nay thì lần đầu tiên Châu Phú đến đây được chiêm bái những cái xá lợi của Đức Phật quý vị. Thấy rất là đặc biệt. Trong đời mỗi một người khó có tìm được những cái bảo vật này quý vị. Xá lợi Đức Phật. Thưa thầy thì con thấy ở bên đây có một cái chiếc răng này. Hình gì đó thầy?
Răng không ạ, răng toàn bộ là răng của Phật. À, vậy là đây là răng thôi các thầy. Thầy thì cũng như con là Phật tử bình thường vậy thầy, mình đi qua bên dùng đất của Phật vậy đó, mình muốn thỉnh gì có được không thầy? Dạ được. Cũng được nữa thầy. Vâng, đi qua vào trong trong chùa chúng ta đi theo đoàn. Dạ. Thì sẽ được quý sư ở bên đó cúng dường. Dạ. Vậy đó, thầy. Quá đặc biệt. Răng không? Còn ở phía trong này nè thầy. Đó là lóng tai của Đức Phật. Đây cũng lóng tai thế này. Lóng tai Phật, ở trên lóng tai ngài cũng có lưu sức xá lợi thành những hạt nhỏ li ti. Dạ. Còn ở cái lóng tai ở dưới này con thấy lớn hơn nè, có vâng có xá lợi lưu sức ra không thầy? Dạ có, từ ở trong lên tới cái viền của cái thành ngón đó là đã có rồi. Đặc biệt nha vị. Đây là bảo vật có tiền cũng mua không được nha vị. Rất là đặc biệt. Dạ. Thì thưa thầy, ở đây là thầy những cái viên xá lợi đó là thầy đặc biệt để ở trong cái ngôi tại đây ha thầy. Vâng ạ. Dạ. Đây là trên này là xá lợi của Đức Phật hết, xương của Đức Phật. Đây là xá lợi xương của Đức Phật. Dạ. Thành những ngôi nhỏ. Dạ. Thì thưa thầy, khi mà thầy để xương của Đức Phật ở trong những chiếc ngôi mà những cái chiếc lồng kiến như vậy nè, thì có khi nào mà xá lợi tự lưu sức mà ra tới ngoài đây không thầy? Thầy chưa thấy đó, chỉ là trong tủ hoặc là ở trong lọ lưu sức ra trong cái chỗ bình thờ thôi. Dạ, vậy thầy. Con cảm ơn thầy. Thì kế dạ tiếp sau đây thì thầy có thể giới thiệu con ở đây nè thầy. Có những cái ngôi con thấy thầy thờ, những cái ngôi này con thấy cũng lạ và đặc biệt đẹp quá nè thầy. Thầy giới thiệu là cái ngôi này thầy thỉnh từ đâu hả thầy? A Di Đà Phật. Dạ. Thưa chú là cái ngôi thờ Tam Bảo này là chú Phật tử ở Sài Gòn tặng cung thiến vào trong chùa. Dạ. Cái mẫu mã và thờ là theo Nhật. Dạ. Tất cả tượng thờ và nơi thờ đây thì thầy kết hợp tất cả tôn giáo. Tây dạ Tạng có, Nhật Bản có, Hàn Quốc có, Đài Loan có, Việt Nam có. Nghĩa là những cái thờ ở đây là thầy kết hợp những cái văn hóa của tôn giáo về dạ Phật giáo, về tượng Thái Lan, Miến Điện có, dạ, Myanmar có. Tất cả tượng và trang trí ở đây là thầy sẽ kết hợp những cái văn hóa các nơi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Thì thưa thầy, thầy làm ơn cho con hỏi tại sao mà thầy lại quyết định từ ở nước Việt Nam mình mà đi khắp nơi để thỉnh những cái viên xá lợi, đi về đất nước của mình khắp nơi trên thế giới nè. Thì khi mà mình thỉnh được những cái viên xá lợi đó về đây đó, thì có cái gì tốt cho đất nước mình không? Mà thầy quyết định ở đây, con thấy cái ngôi này là con mới gặp lần đầu, chứ hồi đó tới giờ con nghĩ con đi nhiều nơi rồi không có cái nơi nào như thế này. Thì thầy làm ơn mặt bí cho con biết được không thầy? Dạ. Thì theo cái riêng của thầy và cái ý riêng của thầy thì muốn thờ ở đây để cầu quốc thế dân an, vì Phật ở nơi nào có là nơi đó được bình an, nương công đức của Phật. Thành ra thầy lập cái nơi để cung nghinh và thờ, cái bảo điện để thờ xá lợi Phật, mục đích là cầu cho thế giới được hòa bình và mọi người đều hướng tâm đến con đường tu nhân học Phật giải thoát, và tôn thờ ngài để cho mọi người đến để ghi dấu lại những cái hình ảnh đẹp từ thời Đức Phật là một người thật, không phải là lịch sử nhân vật hư cấu, mà là con người thật, việc thật, để cho mọi người đến đây và nương theo cái hạnh nguyện của ngài để tốt đời đẹp đạo, làm những gì thì mình luôn luôn nhớ đến Đức Phật, luôn luôn có hiện hữu trên thế gian này và cùng đồng hành với mình. Những cái lời dạy của ngài là chân lý để chúng ta học và làm theo, tốt cho bản thân mình, lợi ích cho mọi người. Đó là cái mong muốn của thầy, và thầy lập ra nơi này để thờ và tôn nghiêm cái nơi này, để cho mọi người đến kết duyên chiêm bái đảnh lễ và tôn thờ những cái nơi này là
cho mọi người hiểu và làm theo lời Phật dạy. Đó là cái điều mong muốn của Thầy. Cho nên Thầy thành lập nơi đây không ngoài mục đích để hướng cho người ta đến chăn thiện mỹ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy. Thì thưa Thầy, con cũng có nghe bà con nói với Thầy. Thì những cái xá lợi mà mình được thỉnh một của Đức Phật ở bất cứ ở nơi nào, thì mình đi về mình thờ phượng và cho bà con chiêm bái đó, thì ở cái vùng đó đó là nó sẽ ít có những cái bão lụt, lũ lụt hay là thiên tai nạn ách xảy ra, phải không Thầy? Vâng ạ, mình thờ với cái niềm tin, vì mình tin Phật, mình thờ cho nên không dám làm ác. Và cũng không làm những cái điều mà nó trái với luân thường đạo đức. Vì lẽ đó, nơi đó nương vào cái việc làm thiện và nương vào công đức của Phật á, thì mình làm theo những lời Phật dạy, cho nên nơi đó sẽ thay đổi. Không riêng gì cái nơi đó mà những người mà được ảnh hưởng và hiểu và làm theo đều được tốt đẹp hết ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý vị, video thì cũng đã dài. Châu Phú cũng được Thầy, Sư Thầy Thích Thiện Thành đã chia sẻ một cái video khá là đặc biệt. Thì Châu Phú trước khi kết thúc video thì cũng không quên chân thành cảm ơn Thầy cùng với chú Ba, gia đình Trúc Lựa đã đồng hành cho con được phép quay để cho bà con khắp nơi trong nước và ngoài nước có thể chiêm bái. Tuy rằng quý bà con không đến đây được thì xem cái video này thì bên đó thì cũng niệm Phật, thì cũng như đã đến đây. Và con hy vọng một ngày nào đó bà con ở khắp nơi sẽ về Châu Đốc này liên hệ với Thầy, và Thầy cho bà con xin phép được vào đây chiêm bái được Thầy. Vâng ạ, A Di Đà Phật luôn luôn mở cửa, vì chùa Thầy không có làm cửa, cho nên quý vị giờ nào cũng vào được. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, video thì cũng đã dài. Châu Phú xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh trong thời gian qua. Xin kính chúc cho toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.